sách Việt Rách, tủ sách bài tập cuối tuần, sách ôn tập các lớp 1, 2, 3, 4 và 5, tuyển tập đề thi giữa cuối học kỳ 1, học kỳ 2. Truy cập ngay shopee.vn/vietjachofficialstore. Xin chào tất cả các con học sinh thân mến. Chào mừng các con đã đến với khóa học chữa sách giáo khoa môn công nghệ lớp 5, bộ sách mang tên Kết nối tri thức. Hôm nay thì cô và các con sẽ cùng nhau đi chữa tất cả các bài tập có trong bài số 1, vai trò của công nghệ. Vậy, chúng mình biết rằng với thời đại 4.0 như hiện nay thì công nghệ có một vai trò vô cùng to lớn đúng không nhỉ? Để tìm hiểu về bài số 1 thì chúng mình sẽ đến với phần 1, vai trò của sản phẩm công nghệ trong đời sống. Chúng mình sẽ đến với phần khám phá trang 6, quan sát các sản phẩm công nghệ trong hình 1 và cho biết chúng có vai trò như thế nào trong đời sống. Như vậy là chúng mình quan sát hình 1, ta thấy rằng ở đây có 6 bức tranh. Bức tranh đầu tiên cho chúng mình thấy là có một chiếc xe đạp này. Bức tranh thứ 2 là tủ lạnh. Bức tranh thứ 3 là máy cày. Bức tranh thứ 4 là máy tính điện tử. Bức tranh thứ 5 là máy đóng nút chai. Và bức tranh thứ 6 là hoa và cây cảnh. Vậy, ở trong 6 bức tranh này thì sản phẩm công nghệ nào có ở trong hình này, hình nào là hình có các sản phẩm công nghệ? Và các con sẽ nêu ra vai trò của sản phẩm công nghệ đó trong đời sống cho cô nhé. À, như vậy ta thấy rằng ở đây với sản phẩm công nghệ là xe đạp thì có vai trò là phương tiện đi lại, đáp ứng được nhu cầu đi lại của con người. Còn về tủ lạnh thì có vai trò là bảo quản thực phẩm, đáp ứng được nhu cầu ăn ở của con người. Máy cày sẽ có vai trò là nâng cao năng suất lao động. Máy tính điện tử thì có vai trò là nâng cao hiệu quả làm việc. Máy đóng nút chai thì có vai trò là nâng cao năng suất lao động. Hoa và cây cảnh thì có vai trò là tạo môi trường sống trong lành. Đến với phần khám phá trang 7, kể tên một số sản phẩm công nghệ trong đời sống phù hợp với mô tả về vai trò của sản phẩm công nghệ trong các thẻ thông tin dưới đây. Như vậy ở đây có 3 thẻ thông tin. Đầu tiên là đáp ứng nhu cầu ăn ở, đi lại, giải trí của con người. Thứ hai là giúp tăng năng suất lao động. Thứ ba là giúp cải thiện môi trường. Từ đó thì chúng mình có thể kể thêm một số sản phẩm công nghệ trong đời sống phù hợp với mô tả về vai trò của sản phẩm công nghệ trong 3 thẻ thông tin này. Đó là đầu tiên, với vai trò đáp ứng được nhu cầu ăn ở, đi lại, giải trí của con người thì có sản phẩm đó là xe máy, ô tô, tivi, vân vân đúng không nhỉ? Còn về vai trò giúp tăng năng suất lao động thì sẽ có máy cấy, máy gặt, máy cày, vân vân. Giúp cải thiện môi trường có các sản phẩm như là máy hút bụi, bếp sử dụng năng lượng mặt trời hay là máy lọc không khí vân vân. Rất là nhiều các sản phẩm công nghệ mà đáp ứng được các nhu cầu này của con người đúng không nhỉ? Vừa rồi thì chúng mình đã cùng nhau đi tìm hiểu phần khám phá. Bây giờ cô và các con sẽ đến với phần luyện tập trang số 7. Hãy nêu vai trò của sản phẩm công nghệ khác mà em biết. Như vậy là chúng mình sẽ dựa vào hiểu biết của các con và đi trả lời câu hỏi này cho cô nhé. Cô có các ví dụ về vai trò của sản phẩm công nghệ khác như là giúp hạn chế sự phát thải của hiệu ứng nhà kính, giảm bớt gánh nặng về kinh tế trong sử dụng điện hay là tạo hệ thống sản xuất thông minh vân vân. Đến với phần 2, mặt trái khi sử dụng công nghệ. Chúng mình sẽ đến với phần khám phá trang 7, quan sát sơ đồ trong hình 2 và cho biết công nghệ sản xuất giấy dưới đây có ảnh hưởng như thế nào đến môi trường. Như vậy là chúng mình sẽ cùng nhau quan sát hình số 2. Đây cũng chính là một sơ đồ quá trình sản xuất giấy. Như vậy là đầu tiên sẽ có nguyên liệu tre, nứa, gỗ. Ta sẽ cắt nhỏ và làm sạch, rồi ngâm hóa chất. Ngâm hóa chất thì sẽ có nước thải chưa qua xử lý thải ra môi trường này và
cái sản phẩm đó người ta sẽ nghiền ra, rồi xeo giấy, sấy giấy, rồi cắt giấy theo khuôn, rồi đến sẽ sản phẩm giấy hoàn thiện. Vậy trong quá trình này thì các con cho cô biết công nghệ này có ảnh hưởng như thế nào đến môi trường? À, như vậy ta thấy rằng nước thải chưa qua xử lý đã được thải ra trực tiếp đến với môi trường. Như vậy là đã ảnh hưởng đến môi trường rất là nhiều. Chúng mình có thể kể tới như là việc sử dụng hóa chất sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của con người này, hay là nước thải chưa qua xử lý thải ra môi trường gây ô nhiễm. Đến với phần khám phá trang 8, quan sát các tình huống trong hình 3 và lựa chọn các thẻ phù hợp để thể hiện mặt trái khi sử dụng công nghệ trong mỗi hình. Chúng mình sẽ đến với phần 1, lệ thuộc vào sản phẩm công nghệ. Mặt 2 là hạn chế giao tiếp trực tiếp của con người. Thứ 3 là mất an toàn thông tin. Và thứ 4 là ảnh hưởng đến sức khỏe. Và bây giờ chúng mình sẽ quan sát bức tranh ở hình số 3. Bức tranh A, hai bạn đang nói chuyện với nhau và có một bạn thì hỏi bạn nữ rằng đố bạn 5.234 nhân với 10 bằng bao nhiêu? À, như vậy phép tính này chúng mình đã được học ở lớp 4 rồi đúng không nhỉ? Và bạn có thể dễ dàng tính nhầm, nhưng bạn đã bị phụ thuộc vào máy tính và đã nói rằng để mình lấy máy tính ra tính nhé. Còn với bức tranh B, ta thấy rằng cả gia đình có 4 người đang mở TV xem, nhưng mỗi người lại cầm một thiết bị di động riêng để xem. Không ai nói chuyện với ai, và TV thì bỏ không. Với bức tranh C, thì ta thấy rằng bạn nhỏ đang ngồi chơi, hay ngồi chơi game, hay là sử dụng máy tính để bàn. Nhưng chúng mình quan sát ta thấy rằng bạn ngồi không thẳng lưng và ngồi cong vẹo và có thể gây ảnh hưởng đến đốt sống lưng, cột sống của chúng mình và có thể dẫn tới là bị cong vẹo cột sống đúng không nhỉ? Còn bức tranh D là chúng mình thấy rằng đang có một hacker đang gây lên các virus để lấy được các dữ liệu bảo mật của người dùng ở trên mạng. Như vậy là ta thấy rằng với thẻ lệ thuộc vào các sản phẩm công nghệ thì sẽ là hình A, hạn chế giao tiếp trực tiếp của con người sẽ là hình B, thẻ mất an toàn thông tin sẽ là hình D, và thẻ ảnh hưởng đến sức khỏe sẽ là hình C. Tiếp theo chúng mình đến với phần luyện tập trang số 8. Em hãy trao đổi với bạn bè và kể thêm những mặt trái khi sử dụng công nghệ trong đời sống. Như vậy là chúng mình có thể dễ dàng kể được những mặt trái khi mà ta sử dụng công nghệ trong đời sống, như là tăng nguy cơ thất nghiệp, tạo rác thải từ sản phẩm công nghệ, hay là tạo thông tin sai lệch, tin tức giả mạo, hoặc là chúng mình có thể dễ dàng bị lừa thông qua tin nhắn này, thông qua các mạng xã hội đúng không nhỉ? Vừa rồi chúng mình đã cùng nhau đi tìm hiểu phần luyện tập. Bây giờ cô và các con sẽ đến với phần vận dụng 1. Nêu những thói quen của người thân trong gia đình em khi sử dụng công nghệ gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Vậy các con sẽ quan sát vào những hành động hay là những thói quen của người thân trong gia đình mình khi mà họ sử dụng công nghệ. Và các con có thể kể tới như là việc thức khuya để xem TV, hay là sử dụng máy tính quá nhiều, hoặc là sử dụng điện thoại trước khi đi ngủ, và khi đã tắt thêm các thiết bị chiếu sáng. Và chúng mình biết rằng điện thoại khi mà chúng mình sử dụng trong bóng tối thì có thể tăng nguy cơ bị mù lòa, bởi vì có các ánh sáng xanh sẽ gây hại cho mắt, và đặc biệt là gây hại cho não của chúng mình nữa đấy. Đến với phần vận dụng 2, tìm kiếm thông tin, hình ảnh và chuẩn bị bài trình bày về chủ đề sử dụng công nghệ trong đời sống, nên hay không nên. Như vậy là chúng mình có thể tự tìm hiểu trên các tờ báo hoặc là trang mạng xã hội
để tìm hiểu về chủ đề này cho cô nhé. Và cô cũng đã làm được một bài nói về chủ đề này như sau. Sự phát triển của công nghệ đã đem lại sự thay đổi to lớn trong cuộc sống con người. Tuy nhiên thì nó cũng mang theo nhiều hệ lụy không mong muốn, ảnh hưởng đến sức khỏe, đời sống và tinh thần của con người. Vì vậy, chúng ta cần biết cách sử dụng công nghệ một cách hợp lý để không gây ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống của mình. Và các con có thể đưa ra một số hình ảnh như là việc sử dụng thiết bị di động sẽ giúp cho chúng mình dễ dàng đi đến một nơi mà chúng mình chưa từng đến bằng cách tra Google Maps, đúng không nhỉ? Hoặc là chúng mình có thể Photoshop các hình ảnh để cho chúng trở nên sinh động và nghệ thuật hơn. Hoặc là với bức tranh B thì chúng mình thấy rằng gia đình ai cũng có một thiết bị di động riêng và gây nên một khoảng cách vô cùng lớn đối với các thành viên trong gia đình nữa đấy. Vừa rồi, cô và các con đã cùng nhau đi tìm hiểu tất cả các bài tập có trong bài số 1, vai trò của công nghệ. Và ta đã thấy rằng công nghệ đã gây ra được những mặt trái và mặt tích cực. Nhưng khi mà chúng mình biết sử dụng công nghệ vào đúng mục đích thì chúng mình sẽ dễ dàng cảm thấy công việc của chúng mình sẽ nhẹ nhõm hơn và dễ dàng hơn nữa, đúng không nhỉ? Vừa rồi thì cô sẽ xin chào và hẹn gặp lại các con, và hẹn gặp lại các con ở những bài học tiếp theo nhé. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.